Thưa các đồng chí và các bạn, theo kế hoạch sản xuất, năm 2022, công ty than Nam Mẫu sẽ đào trên 27.000 mét lò mới để tạo diện sản xuất phục vụ cho các đơn vị khai thác. Và để thực hiện được mục tiêu này, không còn biện pháp nào khác, công ty phải tiếp tục đổi mới công nghệ đào lò nhằm tăng năng suất lao động, tăng cường thời gian làm việc hữu ích và đảm bảo điều kiện làm việc cũng như thu nhập cho thợ mỏ. Đây là xe khoan hai tròn thứ nhất, sẽ được chế tạo dựa trên nghiên cứu từ các xe khoan công ty đang sử dụng và các hãng sản xuất thiết bị hầm mỏ lớn. Với điều kiện sản xuất thực tế và năng lực của đội ngũ kỹ sư cũng như công nhân lành nghề, các kỹ sư của công ty đã mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất sử dụng vật liệu có sẵn, kết hợp khung gầm máy xúc ZC cũ. Xe khoan được chế tạo từ tháng 6 năm 2021 do phân xưởng cơ khí và phân xưởng cơ điện lò trực tiếp đảm nhận dưới sự giám sát của các phòng ban chuyên môn. Qua các giai đoạn chạy thử và hiệu chỉnh đảm bảo, xe khoan đã được đưa vào phục vụ sản xuất từ tháng 8 năm 2021 tới nay. Với thiết kế hai cần khoan độc lập, sử dụng nâng hạ và vận hành bằng hệ thống thủy lực, trên mỗi cần khoan được tích hợp bộ khoan khí nén IT30. Sau thời gian sử dụng, xe khoan thế hệ 1 đã đem lại kết quả tích cực, khắc phục được hầu hết những nhược điểm của các xe khoan công ty đã áp dụng. Với kích thước nhỏ gọn, có thể thi công được các đường lò có tiết diện nhỏ từ 20,5 đến 26 mét vuông. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động đơn giản, rất phù hợp với trình độ vận hành và bảo dưỡng sửa chữa của thợ mỏ. Khi áp dụng xe khoan này, tốc độ đào lò đã được cải thiện đáng kể, năng suất khoan đạt 3,5 phút trên lỗ khoan có chiều dài 1,8 mét. Từ đó, góp phần nâng cao tốc độ đào lò lên 70 đến 80 mét trên tháng với các đường lò có tiết diện 13,6 mét vuông. Một ưu điểm nữa của xe khoan này là linh kiện hầu như được sản xuất trong nước nên công ty có thể chủ động được các thiết bị thay thế sửa chữa. Vâng, thưa các bạn, việc chế tạo thành công xe khoan hai tròn thứ nhất là một bước tiến đối với công tác cơ giới hóa đào lò của than Nam Mẫu. Nhưng bên cạnh những thế mạnh của xe khoan mang lại thì vẫn còn một số điểm cần khắc phục, đó là xe khoan hai tròn thứ nhất vẫn sử dụng bố khoan khí nén IT30, năng suất vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Và để khắc phục được nhược điểm này, xe khoan hai tròn thứ hai với hai bố khoan thủy lực công suất lớn đã tiếp tục được than Nam Mẫu chế tạo và đưa vào sử dụng. Là một người thợ lò có thâm niên công tác cũng rất là lâu rồi, thì giai đoạn trước các anh phải thi công những cái đường lò này với cái công nghệ như nào, anh có thể chia sẻ với mọi người biết được không? Báo cáo với anh, trước tiên là công ty chưa đưa công nghệ máy khoan bằng máy khoan ZC60 cải tiến cần khoan hai cần khoan này, thì chúng tôi thường khoan bằng búa IT29. Thực ra là khoan bằng búa IT29 chúng tôi rất vất vả về công tác khoan, cầm khoan lâu dẫn chân tay rung mỏi hay là kéo khoan ra, các khoan là rất vất vả, mà người bắt tròng khoan đứng gần mặt gương thì có nhiều nguy cơ dẫn đá rơi vào người. Hai nữa là cái khoan ấy thì là khoan tay không thì cái năng suất không cao được. Khi đưa cái máy khoan cải tiến ZC60 vào hai cần khoan này thì chúng tôi khoan bằng hai cần khoan độc lập, có thể một lỗ khoan với chiều sâu 1m8, chúng tôi có thể khoan được 1 phút đến 1 phút rưỡi là chúng tôi đã hoàn thành một lỗ khoan. Vâng, 1 phút đến 1,5 phút trên một lỗ khoan đá. Để chứng minh cho điều này, chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm thực tế. Anh Quang, anh đưa máy vào chuẩn bị. Em sẽ đếm, còn anh sẽ cho xe khoan bắt đầu khoan và chúng ta cùng bấm giờ. 1, 2, 3, bắt đầu!
Vâng, và 1 phút 42 giây chúng ta đã thực hiện xong hai lỗ khoan đá có chiều sâu 1,8 m, một con số lý tưởng mà xe khoan hai tròn thứ hai đã đạt được. Và để hiểu sâu hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quá trình chế tạo xe khoan thứ hai này. Xin mời các bạn. Sau thành công của xe khoan thứ nhất thì xe khoan thứ hai tiếp tục được cải tiến công nghệ. Máy khoan IT30 gắn trên hai cần khoan đã được thay thế bằng hai máy khoan thủy lực công suất lớn, làm việc ổn định, độ bền cao và có tốc độ khoan vượt trội. Các cần khoan cũng được cải tiến nâng hạ linh động hơn, có thể xoay nghiêng các góc để đáp ứng hướng khoan theo hộ chiếu cho các lỗ khoan chân cột và hàng nóc. Hệ thống vận hành điều khiển thông qua các tay cần thủy lực dễ thao tác và chính xác. Hệ thống di chuyển sử dụng bánh xích nên có thể di chuyển tốt trên các đường lò có địa chất không ổn định. Một điểm cộng nữa cho xe khoan thứ hai này là linh kiện sản xuất trong nước nhưng có chất lượng tốt và giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các thiết bị nhập khẩu có tính năng tương tự. Trong quá trình thiết kế cái máy khoan ZC sử dụng khoan hai cần là chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là tận dụng cái máy ZC 60 là thứ nhất là đã qua sử dụng và hiện tại nó không còn đầy đủ hiện trạng. Chúng tôi phải thiết kế là từ toàn bộ lại hệ thống thể lực này, hệ thống cần này, hệ thống sàn taxi mới hoàn toàn. Đầu tiên là chúng tôi là phải vẽ từ 2D lên, sau đó tôi dựng lên 3D để trong cái quá trình thiết kế là về sau này nó không phải gặp phải khó khăn. Sau từ khi triển khai thi công, chúng tôi triển khai sang cắt và lăn ma, cắt CNC, chúng tôi dựng lên để thành một cái máy trong thời gian là ngắn nhất và chính xác nhất để giảm trong cái quá trình thi công của anh em. Đưa cái khoan này vào thì tôi cảm nhận là nó thứ nhất là nhanh hơn, thứ hai là sức khỏe là đảm bảo vì nó nhàn. Tốc độ làm thì các anh biết rồi, quá nhanh. Trước những thời gian nó khoan nó lâu, bây giờ cái thời gian nó giảm đi thì chúng tôi bố trí anh em ra củng cố, chèn kích để cho đảm bảo một cái chu kỳ về an toàn và kỹ thuật. Việc áp dụng thành công xe khoan hai tròng vào sản xuất ở Than Nam Mẫu đã nâng cao tốc độ đào lò, cải thiện đáng kể điều kiện làm việc, cũng như nâng cao thu nhập và công tác an toàn lao động cho thợ mỏ. Đây cũng mở ra một hướng mới cho các đơn vị ngành mỏ trong TKV để tự chế tạo các thiết bị phù hợp với điều kiện địa chất của từng đơn vị. Từng bước chủ động nguồn vật tư thiết bị, tránh phụ thuộc vào vật tư thiết bị nhập khẩu, nhất là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng thời, hoàn thành sơ đồ công nghệ thi công đào lò đá cơ giới hóa bằng việc kết hợp xe khoan hai tròng thứ hai với máy xúc thủy lực XD32 và cầu truyền tải, đáp ứng tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho thợ mỏ theo đúng chỉ đạo của TKV. Để triển khai tiếp trong cái giai đoạn tới đây, theo chỉ đạo của tập đoàn là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ giới hóa của khai thác và đào lò, thì công ty tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào trong các sơ đồ công nghệ đào lò khai thác bằng hệ thống máy xúc, cầu truyền tải và hệ thống băng tải máng cào. Kể cả công ty cũng triển khai tiếp tục đưa cái máy đào lò combine vào đào lò than trong sản xuất. Từ cái việc này thì công ty đã phát động những cái chương trình cải tiến, sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất rộng trong toàn công ty từ các đơn vị đến các phòng ban, tạo động lực, tạo tinh thần làm việc cho người lao động luôn luôn sáng tạo, phù hợp với điều kiện của mỏ để nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất, để đánh dấu tiếp tục áp dụng công tác cơ giới hóa của Nam Mẫu thành công.